Chào bạn, hôm nay là mình cập nhật lại cái vườn của ông anh. Hôm nay trái nó chạy ra bị lớn rồi nè. Cái cây này thì nó đậu trái thì thôi rồi luôn rồi. Thấy không? Đúng rồi, đánh đụng mà mình đi đánh luôn, cây đánh vào được cánh không có. Mình tới trên kia luôn rồi. Trên kia luôn rồi. Đã có luôn đó. Ừ. Giai đoạn này nó phải rụng nha, nó phải đào thải trái nào yếu, trái nào méo thì nó phải tự nó chạy trái, chạy lên thì thằng nào yếu là thằng đó phải gớt lại thôi, đó là chuyện sinh lý bình thường nha. Đó. Thế nên là đừng lo, trường hợp mà rụng mà không chạy á, mà rụng sạch luôn á, thì nó mới có vấn đề thôi. Còn giai đoạn này mà rụng lớn là nên mừng ha, đỡ phải tiễn. Dưới đây đang đậu, sát trong này nó còn đậu được đó nè. Trời ơi, dữ đó. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nhiều này mà đâu hết rồi thì có cây chung lại cái nào chịu nổi hết. Nó phải rụng quá thôi. Đó. Rồi cho mình cho vô dinh dưỡng rồi, mình kéo lá lên ha. Để nó đậu quá. Rút dinh dưỡng lá chịu không nổi. Cành cấp 1 rồi. Mà trái nó đâu nó chạy lên. Nhìn ghê kìa. Châu nắng ngược nắng. Đụng tới dưới kia còn động luôn mà. Lá này kéo lên mấy hồi. Đi trưởng lên kéo lên luôn. Chùm nó đẹp ghê thiệt. Cái nào cũng như cái nào chứ. Cảnh sát dưới đây mà đậu rồi. Đây quy trình của mình. Ý nó đào thải bớt khừa trái rồi đó. Nó còn rụng nữa. Rụng xong nó lớn. Cái cành này để chừng khoảng 3-4 trái à. 4 trái ra. Ừ, 4 trái ra lại. Nè. Cũng qua hậu luôn nè, cái trái bây giờ nó dài ra nè, nó dài ra nó mấy giai đoạn nhỏ nhỏ này là sao trái, nghĩa là trái nào méo bỏ, còn nó bự lên nó nắm tay nè, sao cú nào mập để cú ốm bỏ, thì cú ốm nó dành không lại cú mập nó bị rút nó cũng méo à. Lá này thì không đến nỗi nào đâu, bộ lá thì không đến nỗi nào đâu. Đó, ok đó. Cần à. Trời ơi. Đậu kinh hoàng. Nào này hả? Ừ. Có lông gà, lông chim gì đâu trong đây không biết nữa. Ôi ôi, cây này đậu. Đã toàn luôn. Ừ. Cắt đọt sớm nó đẹp cho đó. Nó nổi không? Thấy đủ ở tầng trên nó đâu có trái rồi. Nó nổi. Hả? Chuyện á. Ừ. Sao mình chổi cũng không đến nổi. Nhẹ, câu dây lên. Câu dây lên nó đủ mà nó có trái, nó có tầng trên nó. Trái rồi, để hơi sát chạy thôi. Ừ. Cái này nha. Trời ơi. Cái này nữa là kính. Ừ, này. Đó. Mẫu này nó lớn ghê lắm nè. Cái này giờ chưa cho nó dài sọc thì nó còn dù ho luôn. Nó mới lớn cái nặng ký chứ. Chứ cái này nó tròn ủng mà sửa mấy trái mà người ta sửa bắt lo nó tròn ủng đâu lớn nổi đâu anh. Cái này nó 50 kg rồi, nhỏ ha. Trời ơi trời. 50 trái. Cái này 40 là vừa rồi. Mấy ký vậy? Ừ, 4 lần 3 120. Lấy 3 kg thôi. 120 kg. Cái nào như cái nào thôi.
ở dưới. Bây giờ đi là không thấu được cây nào đó. Ừ. Đi biên bờ đó. Biên bờ luôn đó. Đậu rồi thôi nhiêu được rồi. À qua chùm này đi, chùm này, chùm này đẹp quá. Chùm này đẹp lắm. Đây. Cho cả nhà xem chùm này cái nữa nha. Nãy chú biết rồi. Tỉ bớt rồi đó. Cành này chừng hai trái à, tại nó bự thôi. Rồi.